quá sơ suất, chưa có chuẩn bị được quà cho anh, thì em xin phép là gửi tặng anh một bài hát nha. Hay quá. Hay quá. Em sẽ hát bài Say You Do của Tiên Tiên. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Lỡ buồn lời yêu anh, giờ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Dạ hết rồi. Hay quá, cảm ơn em. Thôi chào em gái. Em có phải là một người phụ nữ đảm đang về tất cả công việc nội trợ trong gia đình không? Dạ thật ra nói đảm đang thì em không dám nhận là mình đảm đang. Nhưng mà nếu mà mình có một người để mà mình cố gắng thì em sẽ cố gắng học để mà có thể vung vén gia đình. Giữa một người thật là đẹp nhưng mà tấm lòng không tốt, giữa một người tấm lòng rất là nhân hậu nhưng mà không được đẹp bằng một siêu mẫu nào đó, thì em chọn cái gì? Dạ tại vì là em cũng trải qua hai mối tình, với lại em cũng tìm hiểu nhiều người rồi, thì thật sự bây giờ nếu mà mình muốn có một cái mối quan hệ lâu dài á, thì cái tính cách vẫn là quan trọng hàng đầu. Còn về ngoại hình thì thật sự nếu mà mình đã yêu rồi thì cũng không có quan trọng về ngoại hình lắm. Quan trọng là sự chung thủy. Dạ đúng rồi. Sự chăm sóc người đàn ông đúng không? Dạ. Anh có hay ghen không? Thật sự thì ghen thì yêu là phải ghen rồi anh. Nhưng mà nếu mà bạn đó lúc nào cũng cho mình cái cảm giác an toàn á, thì muốn đi đâu cũng được, em không có cấm. Anh nghĩ người đàn ông anh đây là cho em một sự chung thủy. Dạ. Cho em một sự an tâm tất cả mọi thứ. Dạ. Nha. Cũng là một người em đang tìm kiếm. Trời, em rất là xinh, đàn gái rất là dễ thương. Rất là ok em. Em muốn tìm cái mẫu người bạn trai như thế nào để chị qua chị xem? Dạ em thì tại vì em không được cao nên là em có ấn tượng với mấy anh nào chân dài xíu thì chân người dài xíu. Dạ đúng rồi, người thì vừa vừa, nếu mà mập mập xíu cũng dễ thương. Còn tính cách thì em thích hiền làm, cũng hài hước chút xíu, đừng có khó tính quá em sợ. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn trai đừng có nói nhiều quá, tại vì em thấy có nhiều người nói nhiều nhưng mà không có làm được. Yên tâm, bạn là nói dài nói dở. Bạn này sẽ thương em lắm. Dạ chào chị ạ. Rồi chào em. Chưa có một mối tình nào hết rồi bây giờ mình có bạn gái rồi, mình có biết cách yêu thương với chăm sóc bạn gái không em? Dạ để chị học hỏi từ mấy người đó vui rồi á. Học hỏi hả? Dạ. Hỏi anh Nguyễn Linh ha. Dạ. Có gì anh hỗ trợ cho em. Dạ. Nếu như được thì em định là lúc nào thì mình tiến tới hôn nhân? Dạ thì em nghĩ là khoảng từ một năm tới hai năm là thời gian hợp lý nhất ạ. Mình đã sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ sẵn sàng rồi ạ. Lấy nhau về thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ thì em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nên em sẽ lập nghiệp ở Hồ Chí Minh rồi. Hiện tại em đang sống với ai? Dạ sống với mẹ và gia đình. Là mình sẽ làm dâu. Dạ. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em chỉ không thích người bạn gái là hay nóng tính. Đó là điều mà em rất là sợ. Tại vì tánh em cũng hiền nên là mỗi lần cãi lộn em hay cãi thua đó. Nên là cho phụ nữ hiền lành thì nó sẽ tốt hơn. Nếu như ở rể thì em có đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý luôn? Dạ miễn là trong, nếu mà gần gần thì ok. Nếu mà bạn này Tiền Giang thì cũng quá là gần rồi. Được ha. Dạ. Nói chung là miễn là vợ chồng yêu thương nhau là được. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào em, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em tên là Hồ Phạm Ngọc Nhung. Năm nay em 25 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng của một công ty thương mại điện tử. Quê hương của em thì là quê hương của hai cái người hoàng hậu nổi tiếng trong lịch sử của Việt Nam, đó là bà Từ Dũ và hoàng hậu Nam Phương. Em đến từ Gò Công, Tiền Giang ạ. Rồi, cùng quê với anh Nguyễn Linh đó. Dạ. Rồi, bạn trai giới thiệu đi. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả, chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Cao Duy Tân, năm nay em 25 tuổi và nghề nghiệp của em hiện tại là giám sát an toàn cho công ty cơ điện lạnh. Giám sát an toàn? Dạ, trên công trường xây dựng á. Tức là em là kỹ sư đúng không? Dạ, kỹ sư an toàn. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Long An à. Long An, Long An, Gò Công, sát với nhau ha. Dạ. Rồi, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ thì ưu điểm của em là vui vẻ, ít nói và tính em thì rất là phóng khoáng, thích chơi thể thao. Rồi thì cũng lý do thể thao đó là em cũng không biết nhậu và không biết uống bia, không biết thuốc. Hay quá, là một trận luôn. Khuyết điểm có gì không? Khuyết điểm mà anh thấy lớn nhất hiện tại là em không biết nấu ăn thôi.
Không biết nấu ăn. Dạ. À, không sao, có phụ nữ nấu. Dạ. Rồi. Về cũng tập nấu vài món đó nha. Dạ. Quá tốt, còn bạn nữ. À. Dạ, ưu điểm của em á thì được mọi người nhận xét là khá là hòa đồng, thân thiện với lại em hiền. Cái ưu điểm thứ hai của em á là em biết lắng nghe và chia sẻ. Thì thường em thấy là bạn bè em mà ai mà có tâm sự thường thì tìm tới em để mà chia sẻ cũng như là nhờ em cho lời khuyên. Cái ưu điểm thứ ba nữa là em cũng rất là thích nấu ăn. Tại vì là em đi học xa từ nhỏ không có được mẹ dạy cho nấu ăn, nhưng mà em cũng hay tìm hiểu để mà tự nấu á, thì em cũng có thể nấu được những cái món ăn trong gia đình. Thì quá, bên kia không biết nấu ăn. Cái đó để em lo. Rồi, để em lo. Dạ. Còn về khuyết điểm á, thì em hơi thích ướt. Tức là em coi phim mà cảm động quá là thường em hay khóc, thì xấu hổ lắm. Khuyết điểm nữa là hơi nhát á, nhất là sợ ma. Tại vì em bây giờ ở Sài Gòn á, thì em ở chung với một người bạn nữa của em. Nhưng mà bạn đó cuối tuần thì hay qua thăm cháu của bạn bên Gò Vấp á. Thì em ngủ một mình là em bật đèn suốt đêm em mới ngủ được. Sợ ma. Dạ đúng rồi. Cần tìm người ngủ chung gấp. Bởi vì đỡ sợ ma đúng không? Dạ. Rồi em trải qua bao nhiêu tình trường mình như thế nào rồi? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Quen bao lâu rồi em? À, cái mối tình đầu tiên thì em quen được 1 năm rưỡi. Còn mối tình thứ hai thì là 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Cái mối tình thứ hai lý do chia tay là tại vì hai người không có hợp tính với nhau. Em thì hướng nội, còn anh đó thì hướng ngoại. Thường xuyên xảy ra tranh cãi á chị. Bạn trai? Dạ. Mối tình vậy? Dạ thì từ năm 1900 hồi đó đến giờ cho em vẫn chưa có mối tình nào rồi. Cái gì? Chưa có mối tình nào dạ. hết. Từ xưa giờ luôn hả em? Dạ. Lý do? Dạ tại vì lúc mà vô đại học thì chọn ngành thì cũng là nhiều trai quá, ít nữ. Với lại sau này ra trường thì làm bên xây dựng nữa, nên là gặp nữ thì ít. Nói chung là môi trường làm việc thì không có nữ nhiều. Em muốn tìm một mối tình như thế nào để hợp với em? Dạ thì nữ thì em thích một người ngoan, hiền. Nói chung là vui vui một tí, cho vui nhà vui cửa. À. Dạ. Rồi phải lễ phép với gia đình. Nếu mà bạn bên kia thì em thấy anh nấu ăn quá là tốt rồi. Rồi, em không biết nấu ăn bên kia. Dạ. Ăn được là mừng rồi ha. Dạ. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Dạ nghe, nếu mà em nghe cái giọng thì giọng nó rất là trong trẻo. Và đúng là cái giọng mà em cũng thích phụ nữ mà cái giọng nó như vậy. Rồi, để anh qua anh coi bạn gái coi sao rồi anh về anh thông báo cho em biết ha. Rồi, chào em gái. Em có phải là một người phụ nữ đảm đang về tất cả công việc nội trợ trong gia đình không? Dạ thật ra nói đảm đang thì em không dám nhận là mình đảm đang. Nhưng mà nếu mà mình có một người để mà mình cố gắng thì em sẽ cố gắng học để mà có thể vun vén gia đình. Giữa một người thật là đẹp nhưng mà tấm lòng không tốt, giữa một người tấm lòng rất là nhân hậu nhưng mà không được đẹp bằng một siêu mẫu nào đó, thì em chọn cái gì? Dạ tại vì là em cũng trải qua hai mối tình với lại em cũng tìm hiểu nhiều người rồi thì thật sự bây giờ nếu mà mình muốn có một cái mối quan hệ lâu dài thì cái tính cách vẫn là quan trọng hàng đầu. Còn về ngoại hình thì thật sự nếu mà mình đã yêu rồi thì cũng không có quan trọng về ngoại hình lắm. Quan trọng là sự chung thủy. Dạ đúng rồi. Sự chăm sóc người đàn ông đúng không? Dạ. Anh có hay ghen không? Thật sự thì ghen thì yêu là phải ghen rồi anh. Nhưng mà nếu mà bạn đó lúc nào cũng cho mình cái cảm giác an toàn thì muốn đi đâu cũng được, em không có cấm. Anh nghĩ người đàn ông anh đây là cho em một sự chung thủy. Dạ. Cho em một sự an tâm tất cả mọi thứ. Dạ. Nha. Cũng là một người em đang tìm kiếm. Trời, em rất là xinh, đàn gái rất là dễ thương. Rất là ok em. Em muốn tìm cái mẫu người bạn trai như thế nào để chị qua chị xem. Dạ em thì tại vì em không được cao nên là em có ấn tượng với mấy anh nào chân dài xíu thì chân người dài xíu. Dạ đúng rồi, người thì vừa vừa, nếu mà mập mập xíu cũng dễ thương. Còn tính cách thì em thích hiền làm, cũng hài hước chút xíu, đừng có khó tính quá em sợ. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn trai đừng có nói nhiều quá, tại vì em thấy có nhiều người nói nhiều nhưng mà không có làm được. Yên tâm, bạn này nói dài nó dở. Bạn này sẽ thương em lắm. Dạ chào chị ạ. Rồi chào em. Chưa có một mối tình nào hết, rồi bây giờ mình có bạn gái rồi mình có biết cách yêu thương với chăm sóc bạn gái không em? Dạ được, chị học hỏi từ mấy người đó vui rồi á. Học hỏi hả? Dạ. Học hỏi anh Nguyễn Linh ha. Dạ. Có gì anh hỗ trợ cho em. Dạ. Nếu như được thì em định là lúc nào thì mình tiến tới hôn nhân? Dạ thì em nghĩ là khoảng từ một năm tới 2 năm là thời gian hợp lý nhất ạ. Mình đã sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ sẵn sàng rồi ạ. Lấy nhau về thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ thì em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nên em sẽ lập nghiệp ở Hồ Chí Minh rồi. Hiện tại em đang sống với ai? Dạ sống với mẹ và gia đình. Là mình sẽ làm dâu. Dạ. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em chỉ không thích người bạn gái là hay nóng tính. Đó là điều mà em rất là sợ. Tại vì tánh em cũng hiền nên là mỗi lần cãi lộn em hay cãi thua đó. Nên là cho phụ nữ hiền lành thì nó sẽ tốt hơn. Nếu như ở rể thì em có đồng ý không?
Dạ đồng ý. Đồng ý luôn. Dạ miễn là trong, nếu mà gần gần thì ok. Nếu mà bạn này Tiền Giang thì cũng quá là gần rồi. Được ha. Dạ. Nói chung là miễn là vợ chồng yêu thương nhau là được. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Để cho hai trẻ gặp mặt. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị họ. Rồi chào cô. Dạ, xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ chào cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ chào con. Thì nãy giờ cô xem thì cô thấy con cũng được, dễ thương. Dạ. Cũng thôi thì hai đứa cứ bấm nút rồi cho nhau cơ hội. Dạ. Tìm hiểu rồi nếu mà được thì cô tính ra. Tính của cô đó là giống mẹ con luôn. Mẹ con cũng hiền với lại là dễ tính vậy luôn. Cô thì thoáng lắm sao cũng dạ. Được. Từ từ cái gì cũng phải học hỏi, ai cũng phải học hỏi hết. Dạ. Chứ không ai mà tự nhiên mà biết cái gì đủ thứ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn cảm cô. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đồng nghiệp của em. Thì em cũng muốn là có dắt cậu em theo. Tại vì cậu em ở Sài Gòn. Nhưng mà tại hôm nay ông ngoại bị ốm, đang nằm bệnh viện. Nên là cậu không đi được. Dạ, có đồng nghiệp của em đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, cho chị gặp đồng nghiệp của mình nhà gái. Em chào MC Quyền Linh với lại chị Cát Tường. Em chào mọi người ở trong khán phòng. Về chị Nhung thì chị Nhung là không có thể dùng từ dễ thương. Mà là nhìn chị Nhung đáng yêu. Nhìn cái kiểu nhìn là muốn nận liền luôn. Còn về tính tình thì thực sự là chị Nhung có trao đổi ngay lúc đầu là rất là hiền. Và đồng thời là như giọng nói là cũng rất là nhẹ nhàng, từ tốn. Cho nên là bạn trai cứ yên tâm là không có bị ăn hiếp đâu. Còn chị Nhung ơi, bạn trai sáng sủa lắm nha. Cũng có chiều cao tương ứng như mình mong muốn. Em nghĩ là nên xem xét để mà có thể phát triển thêm cho chị Nhung. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Bây giờ mình kéo màn cho đôi trẻ gặp mặt nha. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Mời các bạn. Dạ, em chào anh ạ. À. Chào em. Em thấy anh ổn không? Ở dưới nhắc kìa, má nhắc kìa. Quên. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ thì lúc nãy em nghe giọng của anh thì bây giờ em gặp mặt á, thì nó cũng không có khác gì so với em tưởng tượng. Thì nhìn anh rất là hiền lành, tin tưởng, tạo cái sự tin tưởng cho người đối diện. Còn anh thấy em như thế nào ạ? Thì anh thấy em rất là dễ thương, rất là xinh đẹp và giống như bạn em rất là nịnh. Hôm nay em tới đây á, thì em cũng sơ suất chưa có chuẩn bị được quà cho anh. Thì em xin phép là gửi tặng anh một bài hát nha. Hay quá. Hay quá. Em sẽ hát bài Say You Do của Tiên Tiên. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Lỡ buồn lời yêu anh, giờ anh xa lánh biết sao giờ. Vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Dạ hết rồi. Hay quá, cảm ơn em. Em trai hãy nói những gì mình suy nghĩ về bạn nữ. Và trái tim mình có rung động chưa? Thì nãy giờ anh nói chuyện với em thì nói chung là em rất là dễ thương. Từ giọng nói cho tới khuôn mặt, ngoại hình. Thì mình lên đây thì mình có cái duyên và anh cũng hy vọng là mình sẽ có cái nợ với nhau. Và anh cũng hy vọng là cái xe ở phía sau sẽ không còn trống nữa. Rồi, hay quá, dễ thương quá. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị Cát Tường nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Hai em nào hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau đi nào. Bạn gái đúng như em gái nói đó. Dễ cưng ha, đáng yêu làm sao đó. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Chúng ta có thể đến cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để tìm hiểu nhau, để yêu nhau nhiều hơn nha. Chà, bây giờ bạn trai chưa có mối tình nào, rồi có biết hôn bạn gái không? Dạ cố thì chắc được. Cố đi em. Cố được. Không. Ở dưới là kêu hôn má. Hôn má đi đi em.
Con mà bên đây tôi nghe mà kêu mà đó. Dễ thương lắm. Thơm luôn á. Thơm vậy? Thơm quá. Thơm à. Rồi đây gửi tặng hai bạn là một bộ mỹ phẩm cao cấp đến từ thương hiệu từ Hàn Quốc Skin Azak. Rồi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Và đây là phần quà dành cho hai bạn, một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi đến từ thương hiệu Couple TX toàn quốc. Rồi, chúc hai em thật là hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi.